Muôn kiểu phản ứng của sao Việt khi bị chê là giả tạo. Phạm Hương, sau khi Hoàng Thùy chính thức xác nhận tham gia Hoa hậu Hoàng Vũ, nhiều ý kiến cho rằng sẽ ra sao khi Phạm Hương cũng là huấn luyện viên The Face quay lại hướng dẫn, thì phạm cho cô trong các thử thách tại đấu trường nhan sắc này. Ngay lập tức Phạm Hương chia sẻ, động viên Hoàng Thùy trước khi cuộc thi chính thức diễn ra, đồng thời khẳng định cô có đủ kinh nghiệm để truyền lửa cho các thí sinh năm nay. Rất nhiều người hâm mộ lên tiếng ủng hộ Phạm Hương, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Phạm Hương đẹp nhưng khá giả tạo, vốn là người khá kín tiếng, ít khi tranh cãi trước những bình luận này. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 đã lên tiếng đáp trả. Phạm Hương khẳng định, để học được cách cười giả tạo cũng là một tài năng, chắc chắn không ai nghĩ người đẹp có thể trả lời một cách thẳng thắn như thế. Tuấn Hưng, bên cạnh hoạt động âm nhạc, là người của gia đình, Tuấn Hưng còn khiến fan đầy tự hào khi có tấm lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Giọng ca nắm lấy tay anh lại chinh phục mọi người bằng những chia sẻ trên Facebook cá nhân, một câu chuyện cảm động với chú bé bán kẹo cao su. Tuổi thơ thiếu thốn sẽ giúp con người mạnh mẽ hơn, chú tin rồi con sẽ vượt lên trên số phận vì từ bé đã biết nâng niu đồng tiền. Chú mua giùm con, chú cho con nhé, chú không ăn, không chú trả tiền thì phải lấy. Dòng trạng thái của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai cũng hết lời khen ngợi Tuấn Hưng là người sống tình cảm. Tuy nhiên, bất ngờ có một người bình luận cho rằng Tuấn Hưng giả tạo làm màu, khiến nhiều khán giả bức xúc. Đáp trả người này, thay vì nóng tính như mọi khi, Tuấn Hưng lại khá bình tĩnh viết: "Giả tạo được gì hả em, có mang lại cho mình sự nổi tiếng và giàu có không?" Hoa hậu Kỳ Duyên. Hoa hậu Kỳ Duyên là người rất năng nổ với chiến dịch chung sức tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trồng dưa hấu ở Quảng Nam. Tối ngày 14 tháng 4 vừa qua, Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh đang lơm khơm bề dừa chuyển từ xe ra ngoài, cùng với đó là lời kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ bà con bán hết 3 tấn dưa hấu còn tồn đọng sau vụ mùa. Sau những hình ảnh đẹp mắt này, Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ bị nhân viên của khách sạn gần điểm tổ chức bán dưa hấu vạch mặt. Người thanh niên này cho biết, màn bê dưa của Kỳ Duyên là dàn dựng và màu mè. Sau khi chụp hình xong, cô nhanh chóng rời đi ngay. Sau lời bóc mẹ của cư dân mạng, người đẹp tỏ ra khá buồn bã. Cô cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng chỉ đến mua dưa ủng hộ bà con chứ không phải bán dưa. Việc chụp hình lại là muốn chia sẻ địa điểm bán dưa để bạn bè ghé thăm ủng hộ. Còn việc rời đi sớm là bởi cô bận học nên phải về sớm. Bên cạnh những ý kiến ngờ vực thì vẫn có rất nhiều người ủng hộ và cảm thông với cô hoa hậu 19 tuổi này. Thu Minh. Là một trong những tên tuổi lớn của showbiz Việt, Thu Minh được biết đến với hình ảnh một cô ca sĩ cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn. Vì vậy, cô liên tiếp dính phải nghi án sống giả tạo. Trong vai trò đại sứ của chiến dịch chấm dứt sử dụng sừng tê giác, Thu Minh từng khóc nức nở trước hình ảnh loài động vật này bị đè ra lấy mật. Cô cũng không kìm được sự xúc động khi nói lời bảo vệ loài tê giác khi bị săn bắt lấy sừng. Không lâu sau, nữ ca sĩ khiến khán giả sốc bởi clip hướng dẫn sử dụng mật gấu giúp vết thương nhanh lành. Sau những hình ảnh không đẹp mắt, Thu Minh đã lên tiếng xin lỗi về hành động này. Cô phân trần 3 năm trước, kiến thức khá hạn hẹp nên đã vô tư sử dụng và không hiểu gì về những câu chuyện thương tâm sau lọ mật gấu đó. Dù đã lên tiếng, nhưng những hành động trái ngược đã phần nào làm mất đi hình ảnh đẹp của Thu Minh trong lòng người hâm mộ. Nhiều bạn đọc cho rằng cô đang giả tạo trong chính cuộc sống đầy xa hoa. Hương Tràm. Hương Tràm là một trong những nghệ sĩ có phản ứng gay gắt nhất khi bị tố sống giả tạo, hứng chịu gạch đá dư luận vì vô tư chia sẻ về chuyện người lớn dù mới 19 tuổi. Nữ ca sĩ không ngừng ngại đáp trả với những lời lẽ sắc sảo. Cô cho rằng mình đang sống đúng với bản thân, có sao nói vậy, chính những người chỉ trích cô là những người đang sống giả tạo. Trước thành công quá lớn khi tuổi đời còn quá nhỏ, Hương Tràm nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, những scandal không đáng có. Sự hiếu chiến và cách ứng xử của tuổi mới lớn khiến Hương Tràm dần mất đi thiện cảm của dư luận. Cao Thái Sơn. Cao Thái Sơn là một ca sĩ có chất giọng khá tốt và được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, anh đã từng khiến rất nhiều người hâm mộ thất vọng khi diễn tuồng trong chương trình Quà Tặng Tình Yêu được lên sóng trực tiếp. Khi thể hiện ca khúc Anh Sai Rồi, nam ca sĩ không kìm được xúc động, nước mắt đầm đìa khiến khán giả cũng bất ngờ và thương cảm. Nam ca sĩ bày tỏ đây là ca khúc tặng người bạn xấu số vừa treo cổ tự tử. Tuy nhiên sau đó, Cao Thái Sơn bị bóc mẹ hát nhép, giả tạo để tạo sự thương cảm với khán giả. Nam ca sĩ Con Đường Mưa còn ngụy biện rằng do mở nhầm đĩa có lời chứ anh không hề cố ý hát nhép. Chính việc đổ lỗi và thừa nhận khiến Cao Thái Sơn mất đi một lượng fan đáng kể. Anh chàng này cũng bị liệt kê vào danh sách
những anh chàng giả tạo của showbiz Việt. Không phải Đan Trường, đây mới là người khiến Lâm Chí Khanh chết mê. Chuyện tình đầu tiên trong thế giới LGBT, năm Lâm Chí Khanh 17 tuổi được hé lộ. Tôi tìm được tình yêu đầu tiên trong thế giới LGBT, năm tôi 17 tuổi, anh ấy tên Ca. Chúng tôi gặp nhau ở vũ trường, cho chuyện thấy hợp rồi yêu nhau. Ba Ca là bác sĩ, mẹ Ca buôn bán bên ngoài, sống với nhau không hạnh phúc nên họ ly dị. Ca lang bạc nơi này nơi nọ tìm vui, rồi mướn một phòng trọ nhỏ. Nhìn Ca thương, tôi nói, Ca về nhà em ở đi, có ổn không? Anh thấy kỳ kỳ sau đó. Ba mẹ biết chuyện em bị vậy rồi, không sao đâu. Lỡ bị đuổi thì anh quê lắm. Đừng lo, em sẽ giải thích cho ba mẹ hiểu. Tôi phụ Ca dọn đồ trong phòng trọ để chuyển về nhà tôi ở. Tôi chưa kịp nói gì với ba mẹ thì ba mẹ đã chấp nhận Ca như một đứa con của mình. Tôi dù mừng hết sức nhưng vẫn ngạc nhiên, sao ba mẹ lại dễ đến như vậy? Mẹ tôi giải thích ngắn gọn, miễn con vui, con ở nhà, con như thế nào cũng là con của mẹ. Con sợ ba mẹ mà bỏ nhà đi tìm vui bên ngoài, mẹ còn buồn hơn. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ tôi, khi ai đó hỏi về tôi mẹ luôn tự hào. Khanh nữ tính dịu dàng hiền lành từ bé, nó ngoan ngoãn vui vẻ nên ai cũng quý. Nếu ai đó thắc mắc về giới tính của tôi, mẹ tôi thường giải thích, làm người cốt là có đức có tâm, sống có ích, con trai hay con gái hoặc BD thì có gì là quan trọng. Tính Khanh từ nhỏ đã thế, chứ có phải do nó đua đòi mà thành BD đâu. Mẹ luôn biết tôi cần điều gì, đó là sự yêu thương và thông cảm. Tôi chưa bao giờ phải hỏi những câu như, mẹ thực sự chấp nhận con là người như vậy chưa, hoặc mẹ có thất vọng vì con là BD hay không? Có lẽ ba mẹ tôi đã giấu buồn ở đâu đó mà tôi không biết, nhưng chưa bao giờ tôi phải chịu áp lực từ ba mẹ về chuyện giới tính. Ba mẹ chỉ muốn tôi hiểu rằng, ba mẹ tự hào về tôi không có lỗi, tôi không làm hại ai và tôi có quyền sống như bao người khác. Nếu được nói điều gì đó với các bà mẹ, những người mẹ có con như tôi sẽ nói mẹ à, đừng quá đau khổ vì những chuyện như thế này, hãy bao dung hơn, hãy nhìn mọi việc bình thường hơn. Hãy tin rằng chỉ cần được gia đình yêu thương, tụi con sẽ nỗ lực chứng minh khả năng của mình. LGBT không phải là bệnh và cũng không phải lỗi của ai cả. Nếu được xã hội công nhận, họ cũng sẽ có cuộc sống như người bình thường. Khi hiểu được điều đó, mẹ sẽ không còn phải day dứt nữa. Mẹ sẽ chấp nhận con mình có chút khác biệt và rồi lòng sẽ thanh thản hơn. Về chuyện của tôi với Ca, chúng tôi yêu nhau ở bên nhau, cùng nhau làm việc và vui sống như thế trong suốt 3 năm. Khi tôi bắt đầu tham gia hát ở một vài quán bar với vai trò ca sĩ trẻ, mở đầu cho một sự nghiệp có tên tuổi về sau này, thì đúng lúc đó mẹ của Ca làm xong giấy tờ định cư cho Ca. Nghe tin ấy tôi hụt hẫng vô cùng, cảm giác chia tay người yêu lần đầu thấm đẫm vào tôi. Nỗi buồn không ngờ dài rộng đến như thế. Chúng tôi chia tay không có nghĩa là đã hết yêu. Chúng tôi vẫn yêu nhau tha thiết, nhưng anh phải đi tìm một tương lai tươi sáng hơn ở một nơi xa tít. Tôi không thể giữ anh. Đưa Ca ra sân bay, nước mắt tôi như mưa. Ca an ủi, Khanh đừng khóc nữa, anh xót. Ở bên nhau 3 năm trời, bây giờ anh đi xa sao em không khóc được. Anh qua đó rồi sẽ bảo lãnh Khanh sang. Anh cũng không sống thiếu Khanh được mà. Thiệt không? Thiệt. Ca ôm tôi thật chặt rồi bệnh rịnh buông tôi ra, đi vào phòng cách ly. Nghĩ lại cảm giác lúc đó tôi vẫn còn thấy sợ. Sợ đến nỗi dù tôi đã đi qua rất nhiều mối tình nhưng vẫn không thể nào quên được. Nó ám ảnh tôi, khiến tôi cứ hệ sắp quen ai là lại nghĩ chia tay sẽ thế nào. Tôi nhớ Ca đến mức cảm thấy đau, thấy nhói lòng khi nghe một cái tên giống vậy. Người đời thường nói xa mặt cách lòng. Năm đầu tiên ở Mỹ, Ca vẫn thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin, viết thư cho tôi. Nhưng sau đó ít liên lạc dần rồi mất biệt như bóng chim tăm cá. Tôi nhớ Ca đến gầy mòn. Ba tôi thấy vậy xót xa lắm, nói thằng Ca sang Mỹ nhiều cái mới lạ thu hút nó. Nó sao nhãn con cũng là sự bình thường. Con đau khổ làm chi, sống là phải vui, vùi đầu vào yêu mụ mị hết tuổi thanh xuân còn ý nghĩa gì. Chuyện tình tôi với Ca dừng lại ở đó. Dù có thể Ca còn yêu tôi và chưa từng nói lời chia tay, tôi buồn mãi rồi cũng nguôi, Ca còn trẻ làm sao tránh Ca được. Trước khi có được tình yêu thực sự với Ca, tôi đã có 2 mối tình đơn phương với B và T 19 tuổi. Gia tài tình yêu của tôi đã kha khá, dù tất cả đều tan vỡ, song điều đó không làm tôi mất niềm tin vào tình yêu. Tình yêu với tôi là một điều thiêng liêng, tôi vẫn yêu như rút cạn lòng mình, trái tim nhiều vết sẹo cũng luôn có vẻ đẹp riêng. Tim đón sinh nhật sớm với Trương Quỳnh Anh tại Hàn Quốc. Cặp đôi Tim và Trương Quỳnh Anh đã có những phút giây ấm áp bên các đồng nghiệp nhân dịp Tim đón tuổi mới. Vừa qua, Trương Quỳnh Anh và các đồng nghiệp đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sớm cho Tim tại Hàn Quốc. Khi cặp đôi này có mặt tại xứ sở Kim Chi phục vụ cho dự án mới, có thể thấy Tim cười rất tươi khi nhận được món quà đặc biệt này.
anh có đăng tải những hình ảnh trong buổi tiệc kèm theo dòng chú thích đón sinh nhật sớm bên Đức Hàn. Thanh tri kỷ Trương Quỳnh Anh nhiều nhé. Tim đón sinh nhật sớm với Trương Quỳnh Anh tại Hàn Quốc. Cặp đôi Tim và Trương Quỳnh Anh vui vẻ bên các đồng nghiệp trong buổi tiệc ấm áp. Vợ chồng Tim có mặt ở xứ sở Kim Chi phục vụ cho một dự án mới. Vào tháng 5 vừa qua, Tim và Trương Quỳnh Anh bất ngờ dính phải tin đồn ly hôn. Hai người đã phủ nhận mọi chuyện bằng những hành động đầy ấm áp và tình cảm bên nhau. Đến cuối tháng 8, người hâm mộ lại đứng ngồi không yên trước ồn ào cặp đôi này tổ chức đám cưới khi một trung tâm tiệc cưới thành phố Hồ Chí Minh đăng tải hình ảnh về lễ cưới của Tim và Trương Quỳnh Anh. Tuy nhiên, đây chỉ là những hình ảnh với mục đích quảng cáo. Tim từng chia sẻ với báo giới rằng anh hy vọng sẽ tổ chức đám cưới với Trương Quỳnh Anh trên một hòn đảo và hai người sẽ đón thêm thành viên mới trong gia đình. Mặc dù vậy, anh không đặt nặng chuyện kết hôn, vì theo anh, một tờ giấy hôn thú bất hạnh không thể bằng một gia đình ngập tràn tiếng cười. Còn về phần người hâm mộ, họ luôn mong chờ Tim và Trương Quỳnh Anh sẽ sớm tổ chức hôn lễ.